Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh YouTube của Tony Phùng. Bình thường thì mình hay làm mấy cái điện thoại giá cao cao một tí, 5-6 triệu, 6-7 triệu, thậm chí mười mấy triệu, 20 triệu, 30 triệu. Thế nhưng mà rất hiếm khi mình làm được những cái máy mức giá thấp, có thể nói là không muốn nói là giá thực sự rất là rẻ. Thì hôm nay mình mượn được một cái máy đến từ iTel, đây là iTel S33. Đây là một chiếc smartphone với mức giá như mình tham khảo tại Thế Giới Di Động, mình thấy dự kiến á là nó chỉ vào khoảng 1.390.000 mà thôi. Tức là một cái smartphone chỉ loanh quanh hơn 1 triệu thì nó sẽ như thế nào, nó sẽ có những gì? Thì ngay bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau trải nghiệm một chút trên cái điện thoại này nhá. Ở đây thì mình thấy có một vài những thông số cơ bản, ví dụ như là một em gái cực kỳ xinh cầm cái máy điện thoại. Đương nhiên là cái máy này thì không gồm em gái xinh như này đâu mà nó sẽ chỉ là hình quảng cáo mà thôi. 13 chấm này, camera selfie 6 inch HD cộng IPS full screen, có luôn cả vân tay lẫn cả face unlock, tức là mở khóa khuôn mặt luôn. Chỉ hơn 1 triệu đấy các bạn. Có luôn cả vân tay và mở khóa khuôn mặt thì nó phải gọi là cũng ra gì luôn ấy. Mặt đằng sau thì không có một cái gì cả, một vài những thông tin cơ bản mà thôi. À, thông số pin là 3000 mAh các bạn nhá. Và nó có luôn cái GPS. Và đây chính là cái máy của chúng ta, mình đang có ở đây phiên bản màu đen. iTel S33. Ui, camera kép luôn. Đỉnh phết nhờ. Ghê gớm ấy. Rồi. Bên trong này thì mình sẽ có đầy đủ phụ kiện. Thứ nhất là các bạn sẽ có một cái cục sạc rất là to. Chúng ta sẽ có thêm một sợi cáp để mà sạc cho cái máy này, sử dụng cái cổng micro USB thông thường của tôi. Hay nha. Rất nhiều những cái hãng đến từ Trung Quốc thì cắt bỏ tai nghe, nhưng không, iTel thì không. Quyết định là hàng cho dù là giá tốt, giá rẻ đi thằng nào đi chăng nữa, nhưng mà phục vụ cho người Việt Nam là vẫn cứ phải có tai nghe đầy đủ. Điểm cộng. Cái tai nghe này nghe đài FM rất là ok. Và bên trong này mình sẽ còn có thêm cả một cái ốp lưng nữa. Giá rất rẻ nhưng phụ kiện thì không bao giờ thiếu, đầy đủ hết mọi thứ. Ok, mình sẽ thử ốp lưng vào nhé. Đó. Cũng ổn phết này. Gọn gàng, chắc chắn, cầm yên tâm, ok. Và thậm chí là cái màn hình của chúng ta cũng đã được dán sẵn một cái miếng dán rồi. Thế nên là rõ ràng là nếu như mà người sử dụng bình thường mua về dùng luôn, chứ không cần nhất thiết là phải tìm mua phụ kiện bên ngoài các kiểu nữa. Chung là ok. Xét về cái vấn đề phụ kiện mà hỗ trợ người dùng thì một điểm cộng dành cho iTel S33 rồi các bạn nhá. Bây giờ nói kỹ hơn về cái iTel S33 này nhá. Thì các bạn phải xác định rõ luôn, đây là một cái điện thoại giá rất là rẻ, thực sự giá quá tốt luôn. Thế các bạn đừng có yêu cầu nó phải là chạy nhanh, mượt mà, trơn tru, chơi game nó phải thế này thì kia, không có đâu, không có cái mùa xuân đấy đâu. Với một thiết bị dòng giá rẻ thì trải nghiệm được những cái tính năng của một chiếc smartphone đã là quá ok rồi, chứ các bạn đừng có đòi hỏi quá nhiều. Thì chia sẻ nhanh một chút là với cái iTel S33 này, nó sẽ chạy cái hệ điều hành Android Go phiên bản 8.1.0. Các bạn cứ hiểu là phiên bản Go như thế này thì nó sẽ rút gọn đi khá nhiều những cái tính năng có thể nói là dư thừa không cần thiết, để tập trung vào cái phần nền của Android, khiến cho cái máy trở nên mượt mà hơn. Máy sẽ dùng chip 4 nhân, màn hình 6 inch, RAM sẽ chỉ là 1GB mà thôi, Android Go mà. Rồi bộ nhớ trong sẵn có sẽ là 16GB. Camera đằng sau lưng thì là 8 chấm và một cái camera selfie trước 13 chấm, pin sẽ là 3000 mAh. Và các bạn phải lưu ý là nó sẽ vẫn đủ những cái tính năng cơ bản của một chiếc smartphone. Mình lấy ví dụ ở đây là bộ Google Go, ví dụ như Mail Go này, Map Go này, trợ lý Go này, Google Go, YouTube Go thì chúng ta cũng có thể sử dụng một cách rất là bình thường. Và nếu như các bạn trải nghiệm những cái tính năng này trên cái Android Go thì mọi thứ đều ok, không có điều gì để phàn nàn, không có điều gì để mà thắc mắc cả. Ví dụ như mà xem video như này, đó, chúng ta vẫn có thể lựa chọn những cái mức tiết kiệm dữ liệu hoặc là chất lượng chuẩn để mà chúng ta xem cách bình thường. Nói chung là các bạn vẫn có thể theo dõi một nó một cách bình thường hoàn toàn, không gặp bất cứ một cái giới hạn nào. Ui chà. Và các bạn thấy loa to không? Loa của cái iTel S33 này to kinh khủng luôn. Và đấy cũng có thể gọi là một cái điểm cộng, tại vì với những người mà cần cho mình một cái điện thoại giá rẻ như này thì cứ phải loa to, rõ, nghe gọi các thứ cho nó tiện. Với cả kiểu các vô chú lớn tuổi, già già rồi mà tai có hơi kém một tí thì loa to là ok. Đó, loa cũng là một cái điểm cộng của cái iTel S33 này. Ngoài ra thì các bạn lưu ý là cho dù là nó chạy Android Go, chúng ta vẫn sẽ có CH Play ở đây để mà chúng ta tải về những cái phiên bản ứng dụng thông thường một cách bình thường. Ví dụ như đây mình tải về YouTube này. Đó,
chúng ta vẫn có thể chạy một cách bình thường, tuy nhiên thì chạy nó không mượt mà cho lắm. Thế nên các bạn cũng sẽ cần phải lưu ý một chút trong quá trình mà chúng ta sử dụng những cái ứng dụng mà gọi là phiên bản đầy đủ như thế này trên một thiết bị chạy Android Go. Một vài những cái tính năng của smartphone mà mình thấy nó cũng có đầy đủ, ví dụ như là map này, đó, vị trí của bạn, xác định được luôn vị trí của mình, đó các bạn thấy chưa? Phản hồi cũng nhanh, mình sẽ tìm thử một cái địa điểm đến nhé. Mình tìm thử là cà phê cây ra. Ví dụ như đây là tìm một cái địa chỉ rất là xa nhé, nó vẫn có thể tìm thấy bình thường. Và thậm chí bấm vào chỉ đường, nó cũng chỉ đường một cách bình thường luôn. Thế nên là nếu như mà ai có sử dụng cái này để mà tìm kiếm đường đi các kiểu khi mà chẳng may lên thành phố, từ quê lên thành phố chẳng hạn, thì nó cũng xác định mọi thứ đầy đủ để giúp các bạn có thể trải nghiệm một cách ok hơn. Và có một điều mà cái sản phẩm này khiến cho mình khá là bất ngờ, đấy là cho dù cái mức giá của nó chỉ là hơn 1 triệu như thế, nhưng nó vẫn có đầy đủ cả, thứ nhất đây là mở khóa khuôn mặt. Mở khóa nào? Ok, mở khóa đã thành công. Sau đây các bạn, bây giờ góc quay hơi khó, bây giờ mình sẽ thử lại nhá. Mở khóa thành công luôn. Đó, nữa này. Ok luôn. Đó. Và thậm chí chúng ta cũng có một cái tính năng gọi là đóng băng khi các ứng dụng ít được sử dụng, để tiết kiệm pin, tiết kiệm bộ nhớ, rồi là khiến cho cái máy trở nên mượt mà hơn, trơn tru hơn, thì chúng ta có thể sử dụng cái app đóng băng ở đây. Ok, bỏ qua. Và tiếp theo chính là chúng ta có luôn cả cái cảm biến vân tay phía mặt lưng. Đây, mình sẽ thử luôn nha. Ta-da. Mở khóa. Đó, rất nhanh. Nữa này. Thử nha, 1, 2, 3. Đặt vào, mở khóa luôn. Đó, hơn 1 triệu. Có cả mở khóa khuôn mặt, có cả mở khóa vân tay. Bảo mật ok. Rồi, và tiếp theo chính là cái phần camera. Mình thấy lạ một điều, đây là cái camera selfie, nó lại có độ phân giải lên tới là 13 chấm, còn cao hơn cả cái camera chính đằng sau với độ phân giải là 8 chấm. Thì cái slogan của iTel đó là selfie 13 chấm sắc nét hơn. Cái này là mình tham khảo trên trang chủ của iTel. Thì mình cũng thử trải nghiệm với cái camera selfie của sản phẩm này. Khá là bất ngờ bởi vì hình ảnh mang lại cái khả năng làm mịn da cũng khá ổn. Đây, demo thử một vài tấm cho các bạn thấy này. Màu sắc da lên khá là ok, chi tiết da rẻ các thứ cũng tạm ổn, làm mịn cũng vừa tầm, không đến nỗi làm mịn quá. Nói chung là hơn 1 triệu cũng chẳng thể nào đòi hỏi được. Một cái điện thoại nó phải thế này thế kia. Cơ bản được như thế này cũng đã khiến cho mình khá là bất ngờ trên con iTel S33 này rồi. Thế thì các bạn thấy sao về một chiếc điện thoại giá rất rẻ như thế này? Bản thân mình thấy thì rõ ràng với mức giá chỉ tầm hơn 1 triệu, nó đã đáp ứng được đầy đủ những cái nhu cầu của một người dùng cơ bản muốn tiếp xúc đến với một chiếc smartphone. Và cái điều quan trọng là các bạn có thể tìm mua được sản phẩm này tại rất nhiều những đại lý trên cả nước, từ Thế Giới Di Động hay là từ những cái cửa hàng nhỏ lẻ ở từng những cái địa phương khác nhau. Thì đấy mới chính là cái mà nói chung là quan trọng nhất, tức là iTel S33 nó là một cái sản phẩm giá rẻ để len lỏi tới từng ngóc ngách, cho dù là ở những cái địa phương xa xôi, giúp cho những người dùng kiểu cơ bản không quan tâm gì nhiều về công nghệ, không biết gì nhiều về công nghệ, cũng như không có quá nhiều tiền để chi ra cho một cái điện thoại, thì cái này vẫn đáp ứng được đầy đủ những cái nhu cầu cơ bản đó. Thì mình nghĩ như thế đã là ok rồi. Chúng ta có vân tay, có mở khóa khuôn mặt này, có camera selfie cũng ok, hay là những tính năng của một chiếc smartphone, ví dụ lướt Facebook, lướt web, xem video YouTube, sử dụng Google Maps, đầy đủ hết, không thiếu bất cứ một cái gì. Vậy thì các bạn nghĩ sao về một cái điện thoại như thế này, về một cái điện thoại giá cực kỳ rẻ như thế này? Hãy chia sẻ ý kiến ở comment phía bên dưới nhé. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi video. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những video sau. Bye!